Sư có nói tôn giả Gotama được nhiên đăng cổ Phật thọ ký làm Phật từ bốn A Tăng kỳ 100.000 đại kiếp trước. Vậy thì vì sao Đức Phật còn tuyên bố với các pháp trước đây chưa từng được nghe, tự mình chứng kiến hoàn toàn thấy rõ ràng đã nghe pháp tự nhiên đăng Phật, tại sao nói chưa từng nghe? Và nói chung là rõ ràng là khi có những điều kiện đã có thể thấy vô số kiếp quá khứ, đồng nghĩa với việc đã gặp về pháp từ ngày nhiên đăng Phật có thật. Nói chung á, cái người hỏi câu hỏi này á, họ hỏi cho nhiều nhưng mà tổng hợp lại họ chỉ đơn giản họ không tin là có vị Phật quá khứ, chỉ vậy thôi. Và tất cả những cái lý do lý thuyết họ đều đưa đến để chỉ cho cái việc này, đó là họ không tin có các vị Phật quá khứ. Các vị Phật quá khứ trong kinh Tạng, nếu như mà mình có mắt để mà thấy và mình có ý muốn thấy thì đầy rẫy ở trong kinh Tạng. Chỉ khi nào mình cố ý mình nhắm mắt mình không muốn thấy thôi. Ha. Còn muốn thấy thì nó đầy ở trong kinh Tạng, tự tìm, ha, tự tìm. Nhiều lắm, nhiều lắm. Ở đây quý vị bấm ngưng cái màn hình lại để quý vị xem ha. Bấm. Ở đây có 23 vị Phật quá khứ, 23 vị Phật quá khứ kể từ sau thời Đức Phật thì nhiên đăng. Đây à, bấm ngưng màn hình để đọc ha. Đó là Phật Dipankara, là Phật Nhiên Đăng ấy, rồi Cô Đanh Nhá, Mangala, Sumana, rồi Phật Rewata, Phật Sophita, Phật Anomatasi, Phật Pamuda, Phật Narada, Phật Padumuttara, Phật Sumedha, Phật Suchata. Thì có một số vị Phật thường hay nhắc trong kinh Tạng sư đánh dấu quý vị đọc ha. Thứ nhất là Phật Dipankara nè, Phật Dipankara nè, rồi Phật Anomatasi, Phật Padumuttara, Phật Sumedha, Phật Vipassi. Đây và những cái vị Phật gần nhất nè, Phật Sikhi, Phật Vesapu, Phật Kakusantha, Phật Konagamana, Phật Kassapa. Thì đây là những vị Phật được nhắc đến rất nhiều trong kinh Tạng, mà nếu như quý vị có thật sự có lòng muốn thấy, quý vị hoàn toàn có thể tìm. Tìm ở đâu? Nếu quý vị muốn hỏi tìm ở đâu? Vào trang Sutta Sencho. Sutta Sencho. Đây. Em chưa kéo cái màn hình xuống chỗ gì xem đây. Sutta Sencho.net. Sutta Sencho.net. Đây là cái trang mà tổng hợp cái kinh Tạng ha, tổng hợp kinh Tạng. Và quý vị bấm vào tìm nha, bấm vào tìm kiếm. Tìm cái gì? Tìm giùm sư tên một cái vị Phật mà hồi nãy sư vừa mới nói. Một cái vị Phật. Ví dụ như Phật Vipassi. Phật Vipassi. Vipassi. Tìm. Nhá. Đây. Ra ha. Đây SN á là tương ưng. Ha, SN là tương ưng. TN á là trường bộ. Ha. Đây là trường bộ. Đây. Quý vị có thể mở ra đây, đó quý vị có thể mở ra bản dịch của ngài Minh Châu. Bản dịch của ngài Minh Châu thấy chưa? Đây. Rồi, đây là kinh Đại Bổn.
À, Kinh Đại Bổn. Rồi tìm lại đây. Đây Đức Thế Tôn nhắc đây, Thế Tôn Vipassi. À, rồi Thế Tôn Sikhi. Rồi Thế Tôn Quyền, Thế Tôn Các Cú Sanh Thá. Rồi Thế Tôn Cô Na Gá Ma Ná là câu A Hàm đấy. Đấy rồi Thế Tôn Kassapa. Còn nếu như mà ngay cả lời dạy của Đức Thế Tôn, ngay cả kinh tạng mà quý vị cũng không tin thì coi như là duyên của chúng ta chấm hết từ đây, chứ không còn gì để nói. Và bởi vì có nói thì quý vị cũng không muốn tin, và cái chuyện mà nói chuyện với một người không muốn tin thì nó chỉ là cái sự lãng phí thời gian thôi. Đấy, bởi vì ngay cả kinh tạng, tạng kinh mà Đức Phật truyền lại gồm có cả trường bộ và tương ưng, mà quý vị còn không muốn tin thì xin thưa, tôi không biết là quý vị sẽ tin cái gì, hay là tin một cái vị thầy nào đó, có lẽ là một vị tổ sư nào đó mà nói như thế nào quý vị tin hay sao?